Em thì ở vùng sâu vùng xa lắm, nhưng mà làm có gì không hay thì giám khảo phù hộ cho em đấy nhá. Dạ, con anh à. Đây là chồng của em. Lần trước em đi thi ở vòng loại ở Hà Nội đấy, thì là đi có bạn diễn nhưng hắn đi bộ đội rồi. Nhưng là bây giờ không có bạn thì em bắt thằng chồng em vào thay thế. Dễ thương. Phải chồng không ạ? Chồng em ấy. Chồng em à? Dạ. Anh tên gì, anh giới thiệu gì? Em tôi em là xin... Vũ Đình Hiếu. Ở nhà phụ vợ. Ngày trước là đi thi là tôi không được đi, bây giờ phải bổ sung. Anh em biết là chắc là anh ở nhà chắc anh được phép im lặng nhiều lắm phải không? Có nhiều là bà nói anh ngồi nghe không phải không? Giám khảo ơi, chúng em là chưa được đứng trước đám đông. Nói là không biết có làm được không, nhưng em nói bây giờ không làm thì một mình em làm sao được, thì anh phải làm chung với em. Nói thế, nhưng mà nói chung là lần này em đi thi thì cho em xin một giây, em nói một tí thôi. Hết một em giây. Tự giới thiệu em một tí, em là Lê Thị Dần, em đến từ Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Nói về Thanh Hóa thì nhiều bạn là cũng không thích người Thanh Hóa lắm, cứ nói là xấu, nhưng thật ra thì ở đâu cũng có người xấu, người tốt. Ở Lang Chánh bọn em toàn người tốt thôi. Không tin thì các bạn là cứ về Lang Chánh quê hương mình là được đắm mình vào dòng thác Ma Hao, huyền bí, được nghe tiếng thác tiếng trường yêu thương, được ăn những các món dân tộc. Và nếu các bạn mà có đi chùa thì lên chùa Mèo quê hương mình đang xây dựng, thiêng lắm. Ước gì được nấy, cầu cái gì cũng được, cầu duyên cũng được, cầu quan cũng được. Cảm ơn chị. Cái hãng du lịch nào nó mời chị tài trợ. Em biết rồi, danh lam thắng cảnh nước mình đẹp lắm. Dạ. Em cảm ơn chị cho em biết quê chị có gì đẹp, em cũng trân trọng điều đó. Em là người Thái ạ, em mặc váy này là váy Thái ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, nay em đến thì em cũng đem nhiều tiểu phẩm lắm, nhưng chỉ sợ là không thoát được qua vòng 1 thôi. Không thoát được à? Dạ, thì nếu mà thoát được là em chơi hết cửa luôn. Em cứ chơi đi, bây giờ là không còn gì, cứ chơi tới luôn đi em ơi. Dạ rồi chị ạ. Và 60 giây bắt đầu. Bác ơi, cho cháu hỏi thăm tí ạ. Hỏi cái gì? Có cái nhân tử đi lái chứ hỏi bác cái gì? Bác ơi, cháu hỏi đường lên trên đồn biên phòng Yên Cương với ạ. Ồ, bộ đội à? Đúng bộ đội mới về à? Đúng bộ đội với dân thì như cá với nước, ăn với dân, ngủ với dân. Nhưng đừng để hình ảnh chú bộ đội nhỏ vào lòng dân nhớ chưa? Bác cứ đùa cháu. À, thế thì bây giờ là ta chỉ cho nhắc nhở ở đây có hai cái đồn. Đồn trên thì to hơn, đồn dưới thì nhỏ hơn, quen đồn nào? Đồn nào cũng được bác. À, thì ta chỉ cho nha. Dạ. Cái đoạn mà cao cao đấy, dạ, thì cũng đừng có lên. Mà thấp thấp thì cũng đừng có xuống. Mà cái đoạn mà quanh quanh thì cũng đừng có vòng. Thế cao không lên, thấp thì không xuống, mà quanh quanh không đi thì điên nào mà. Cứ thẳng mà đi thôi. Nhưng mà công nhận là lên cái đồn các cháu cái gì cũng có. Có bầu, có bí, quả nào cũng to mà dài. Cái quả ớt thì cứ chống lên trên trời thế này này. Mà nhất là cái quả cà của các cháu to hơn cả của chúng bác. Đúng là công nhận là lên cho nó vui thật đấy, trường lắm. Đúng là anh Trấn Thành. Wow, này. Chúc mừng hai chị. Chị Việt Hương đã nở nụ cười ở giây cuối cùng. Và chúc mừng hai chị đã có giải thưởng là 2 triệu đồng. Chị ơi. Dạ. Tôi thú vị với chị lắm. Chị hay lắm. Chị như một con chim hót, bất chấp không gian và thời gian. Hiểu không? Ví dụ 5 giờ sáng có một con chim hót tí tí, mình sẽ thức dậy. À, bình minh rồi. Ý còn chị muốn nói chỉ là đồng hồ báo thức sao? Ừ. Không, chị không phải là đồng hồ báo thức, mà nó bị hư cái chế độ báo thức. Nó thổi liên tục, nó nói chích, 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 chích. Tốc độ nói rất là nhanh, cái giọng nói rất là đáng yêu. Và chị duyên lắm, chị duyên bằng cái đời sống của chị, chứ không phải chỉ là một diễn viên. Chị mộc mạc về đời sống, chị có sao chị đem ra chị nói vậy. Cho nên tôi nghĩ nếu mà coi nhà mà anh có im lặng nghe chị nói là tại chị nói có duyên. Chứ thứ nói không có duyên là nó đập rồi. Kết cái tủ luôn. Nhiều khi chị kế bên cho nó hoài, nhức đầu chết à. Mà bà nói mắc cười thiệt, có đúng không anh? Dạ. Dạ, bây giờ tôi cười rồi, chị có 2 triệu. Nhưng đây là nụ cười vì yêu chị. Ha, xa xôi chúng đây mà, nói quá dễ thương. Nhưng bây giờ làm là phải hay nha. 10 triệu khó lấy lắm đấy. Còn không thì lấy 2 triệu nói về. Chung là em chuẩn bị 15 triệu phẩm. Đây 15 tiểu phẩm. Chị ơi, chị chuẩn bị tiểu phẩm nó nhiều như cái cách chị nói luôn. Chị định thi chị nói ra mà chồng chị còn cười nữa. Người ta có thi 5, ham lỡ có vô vòng La Gala cũng có 5 nữa là 10, mà bất chấp làm tới 15. Mà thi 3 mùa lận. Ừ, chị thi 3 mùa lận á chị. Nhưng em không biết đưa cái nào vào. Cái nào vui nhất thì bây giờ chứ em đưa là người dân tộc thì em nói chung là cái vấn đề em diễn hôm nay là toàn lấy ở sự thật.
chữ thật ở ngoài đời em đưa vào. Là quê hương em có những cái đó là em nhặt nhạnh em đưa vào đấy. Bây giờ thế này, chị cho em xem cái nào mà nó thật nhất đi chị. Lần này em đi thi, nhà em thì rất nghèo. Em phải bán đi, là lần vừa rồi đi Hà Nội em bán mất 2 con chó với 1 con gà. Nhưng lần này đi cao hơn, đi được cái con máy bay thì em phải bán lợn. Nhưng mà em nói thật, nhà em thì nghèo lắm. Nhưng nếu như lần này được tướng này em là cũng về làm từ thiện. Em ủng hộ, bên cạnh nhà em là có mấy người chị bạn em bị bệnh ung thư. Em sẽ là tặng chị ấy. Dễ thương. Nếu như em được giải, em nói trước rồi thì... Đúng rồi, phải nói trước là nếu như em được giải. Dạ. Nên em đi thi về em tặng tiền chị. Đi dạ. Thi mà không có đồng nào về tặng lỗ nữa. Ồ, nhưng mà cả vợ chồng em là cùng nhau. Nói chung không được thì cũng được đi du lịch một chuyến. Cũng được lên cái quan TV cũng thích rồi. Cái con TV. Trời ơi, cuộc đời chị nó đơn giản quá hả. Cuộc sống chị nó thoải mái cho nên ốc này hướng chị nhiều lắm. Nên có khi được cuộc sống cũng rất lâu, không chết được đâu. Ra là thôi chết đâu. Nói chung là vợ chồng em là về nói chung không phải là nịnh. Là các danh hài thì đúng là em hâm nhất là chị Việt Hương và anh Trấn Thành, hâm mộ đấy. À, cho nên là em đi thi cái chương trình này thì cái xã em, cái huyện em là không ai biết. Nhưng mà từ khi em được là tham gia cái chương trình này là cả cái tỉnh Thanh Hóa đều biết hết. Ai cũng muốn xem em thôi. Chị đi thông báo hả? Em thông báo hết. Anh em họ hàng của em là em. Bây giờ là cứ điện thoại từ lúc đến giờ em phải tắt. Đi này này, không dám nghe điện, cứ nói là thi chưa, có trực tiếp không để xem. Em nói là bắt đầu từ mùng 1 tháng 11 sẽ phát sóng. Nhưng mà em không biết là em được lên cái quan TV lúc nào. Nhưng mày săn đón từ khi đó. Săn đón rồi. Chị giống như là ngôi sao vậy đó. Săn đón. Họ hâm em lắm ấy nhỉ. Hâm em à? Hâm mộ đấy. Ừ, hâm mộ phải không? Dạ. Ừ đấy, hâm tưởng hâm dọa. Hâm mộ đấy. Dễ thương quá. Làm đi, làm đi. Làm em đi, làm đi. Anh chị. Đợi em một tí. Dạ, chuẩn bị thoải mái đi. 60 giây, bắt đầu. Chị Việt Hương, hôm nay em đến gặp chị là có một vấn đề quan trọng muốn nói với chị. Là xin chị hãy trả chồng em lại cho em. Chúng em là anh Lò Văn Thành. Xuống phố, anh ấy đổi gọ đi. Anh ấy lấy tên là Trấn Thành. Đấy, từ ngày vợ chồng em lấy nhau đến nay công ăn việc làm thì không có. Suốt ngày chỉ có ăn mới đẻ thôi. Đến nay đã được 5 con con. Mà 5 đứa con nhà em là phải chịu cái tên theo đúng như cái hoàn cảnh gia đình. Đó là quanh năm túng thiếu nợ. Còn con nần thì chuẩn bị ra đời. Đấy, mà nói chung ai nghe cái tên quanh năm túng thiếu nợ nần là họ cũng biết là gia đình nhà em là gia đình có hộ nghèo bền vững. Đó. Vẫn đã có trên 2 chuyến hàng và bị ngươi đã cười bạn đã có 10 triệu. Dễ thương. Ở đâu ra cái từ hộ nghèo bền vững? Dễ lắm. Yêu mặt xinh luôn. Cho nên chồng mê là phải duyên dáng. Ừ. Bắt tay cái. Yêu lắm. Này, cứ chân thật như thế. Lên kia đứng và phát biểu ngay là tôi đi thêm vòng nữa nhá. Bây giờ có 10 triệu rồi. Duyên cực kỳ. Ở đâu mà ra có cái từ mà hộ nghèo bền vững? Dạ, nói chung là em thì ngày trước em cũng làm cái xã hội phụ nữ. Xã hội phụ nữ đấy. À, ở thì kia người ta gọi là tỉnh hội phụ nữ, mà ở huyện người ta gọi là tỉnh hội, à, huyện hội phụ nữ. Còn em là ở xã thì em gọi là xã hội phụ nữ. Cho nên là em cũng hay đi là tuyên truyền về cái hộ nghèo. Cái nói là thoát nghèo bền vững. Đấy, em mới lấy vào là có cái hộ nghèo. Nghèo là nghèo bền vững, có nghèo nghèo lâu dài đấy, không thể thoát nổi nữa. Dễ thương quá à. 10 triệu. Em cưng chị quá. Chị ơi, chị có 10 triệu rồi đó. Bây giờ là vòng sau là 20 triệu đó. Chị suy nghĩ nha, mình đi tiếp hay là ngừng lại? Nói chung là 10 triệu thì cũng chưa đủ cái tiền, mới đủ cái tiền đi máy bay thôi. Em bán được là 6 triệu tiền lớn. Với là vay 2 triệu nó là 8 triệu. Là đi là máy bay thì nói chung là ăn cũng không dám ăn. Phải đừng cơm nếp đi để ăn đấy. Tại làm sao? Cái động lực nào mà chị phải bỏ ra một số tiền quá nhiều như vậy là chị đến đây? Hả? Nói chung thì em cũng là rất hâm mộ cái chương trình hài hước. Mà ở em thì nói chung là cái thông tin đến thì cũng hơi khó. Nhưng cái thằng chồng em thì hắn like lên cái con Facebook. Là hắn cũng là thấy cái chương trình này hay. Đấy nói là mẹ mày cũng hay thích hài thì hay là tham gia đi. Chứ bố làm sao mà được lên được. Thế là bố là đăng ký được. Thế thì đăng cho em nhá. Ô thì đăng ký chương trình điện về là chứ muốn chết luôn. Không ăn không ngủ được. Cũng nói chung là được gặp Trấn Thành với Việt Hương thì có 2 con lợn chứ 10 con lợn em cũng không tiếc. Vậy là Việt Hương với Trấn Thành là bằng 2 con lợn của chị đúng không? Không phải, ý là
không tiếc là cái tiền đấy. Nói chung là chị nói là mình còn hơn cả hai con lợn, mình là cái chuồng lợn. Không phải đâu, ai để nói như thế. Đấy, mình là... Ai Kiến Thành nói như thế là mất quan điểm, không đúng. Mất quan điểm. Mất quan điểm. Trời ơi. Mất quan điểm. Quá đủ. Chị cưng lắm, bây giờ chị có thi tiếp không? Nói chung thì... Thi đi chị ơi. Từ nãy đến trừ. Sướng không? Sướng không? Nói chung là em là sẽ sẵn sàng đi tiếp. Mà từ nãy giờ là em đi cái miền Bắc rồi. Bây giờ là em sẽ đến cái đầu của miền Trung. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Việt Hương, chị nói cho em biết, nếu như em mà còn một lần nữa mà lấn la về trận thành của chị, thì em phải nên biết rằng vì sao mà nước biển lại mang em ý. Mà tôi hỏi em trận thành, chứ cái người phụ nữ đi hơn tôi chỗ mô. Người ta có đầy đủ một phần thì tôi ní cũng có, chứ tôi có thiểu cái chi mô đó. Anh đừng tưởng anh ăn chạm cho không biết ăn đem mì. Tôi ăn cũng nhiều hơn anh nghĩ đó. Tiếp, tiếp. Chị có, chị đủ coi, chị được 20 triệu rồi. Diễn tiếp cho em nghe. Rồi sao? Tôi nói cho anh biết, một khi mà người đàn ông mà đã hư thì người phụ nữ là triệt tận gốc. Chứ mọi người phụ nữ mà đã hư thì đàn ông chỉ có bỏ tay thôi. Hiền với buộc chỉ không ai hiền với mà. Nếu như anh đã đụng đến cái lòng tự ái của tôi rồi thì là cũng có cả cũng phải gọi tôi bằng cù hì. Đấy. Trời ơi, chị là fan của cung bọ cạp luôn hả? Cung bọ cạp cũng phải gọi tôi bằng cù đấy. Trời ơi, vừa duyên dáng, vừa có tính chất vùng miền là nghiên cứu về ngôn ngữ, mà lại còn thời sự nữa. Cái bà bọ cạp mà chị cũng bắt bà về đây luôn. Trời ơi, chị là ngôi sao vi diệu. Chị ơi, trời sanh ra có hai loại diễn viên. Một loại có ăn học, có duyên, cộng cả hai mới nổi tiếng. Mà cộng cả hai phải hai đỉnh. Còn chị, trời cho chị 90% là duyên rồi. Chị biết không, cái duyên chị là cái duyên khủng khiếp, chứ không phải cái duyên thường. Cái phong thái, cái thần thái của chị nói từ 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 từ, không có gấp gáp. Chị chửi người ta mà người ta thích, chị xả người ta mà người ta chịu. Và cái sự xúc phạm của chị chửi banh xác thằng chồng Trấn Thành của chị, để chị chuyển đến cung bò cạp. Chị bò và chị cạp được 20 triệu đồng của chúng tôi. Yêu cầu chị đi tiếp. Rồi nha. Chị ơi, bây giờ là tiền lợn, tiền máy bay đền hết rồi đó. Lời rồi nha. À chị ơi, bây giờ chị đã có 20 triệu rồi. Vòng sau số tiền sẽ gấp đôi là 40 triệu. Nhưng một điều mà em không muốn nhắc tới là nếu mà chị thất bại, chị sẽ mất trắng 20 triệu đồng. Yên tâm đi, dễ nhiều đồ chơi lắm. Chị suy nghĩ được kỹ, 20 triệu không phải là quá nhỏ nhưng mà không phải quá lớn. Nói chung thì là tiểu phẩm của em thì còn nhiều lắm. Mà lúc nãy là em mới đến miền Trung, còn miền Nam là em chưa thể hiện được. Chơi. Và... nhưng mà nếu mà không được thì chờ là không có tiền về. Nhưng mà Trấn Thành với Việt Hương cho em tiền xe đi, em chơi luôn. Người phụ nữ thanh hóa chân quê mộc mạc với lối nói chuyện dí dỏm này sẽ đi tiếp hay dừng lại? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Nếu không được cho nhiêu đây được không? Ok. Nếu không được là em lấy một đấy em đi tiền xe về là vui rồi. Chị nhá, chị là cái dạng mà thật thà, mà thật thà không trọn vẹn nhá. Nha, cái thật thà này không bền vững nhá. Thật thà này có tính toán nhá. Này, nhưng chấp nhận vì duyên dáng quá. Nhưng tôi thì cũng phải bền vững với chị. Đấy, không được thì tôi tặng chị luôn. Chơi nhá. Móc, đấy. Móc, móc, móc. Thì móc. Trời ơi. Móc thì móc nhá. Trời ơi. Rồi, chị sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. 60 giây, bắt đầu. Chào cô bé cục khăn đỏ. Còn mình là cô bé buộc khăn đỏ. Ủa, mà sao bụng cô bé to dữ vậy? À, biết rồi, nuốt nguyên con sói đúng không? Ừ, ăn tham dữ nghe.
Ủa, con gì vậy ta? Con sói già. Mình đập chết con sói già. Ủa, sao? Con sói già gì mà đẹp trai gì vậy? Không phải con sói, mà đây là con chim. Con chim này mà ăn no vô. Con chim này á, mà được ăn no vô thì hốt hay lắm á. Mình không đập nó được, đập nó quý lắm. Để anh chơi. Nhưng mà này, để chơi. Để chơi. Chim mà sao không hót dữ vậy ta? Biết rồi, Trấn Thành. Cái hầm dâu dê này trước đây kỳ trai sánh má với mình á, mình cầm mình nhổ bọc 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 ha. À, nhưng mà nói dâu dê không biết dê á, nhìn người thế này đần thối à, mới gần mùa mà không hút. Giờ chị nói tiếng Nam thử coi. Miền Nam, miền Bắc em là rồi là Bắc Trung Nam em chơi được hết. Rồi ca cải lương cho tôi nghe luôn coi. Thành ơi, mai một đây anh làm chúng thành đô đi thi danh hài thử thách. Thì xin đừng quên cô gái mường quê thanh đang dò dò mong thành. Thật là vi diệu. Thật là vi diệu. Chị là món quà của thần linh. Tạ ơn thần linh. Con tạ ơn thần linh. Đã phái bà xuống đây. Ai? Ai? Người nào đã giấu cái máy bay của bà mà không cho bay về hành tinh của bà? Ai? Ai đang giữ cái dĩa bay của bà? Tại sao? Tại sao trên đời lại xảy ra một hiện tượng quái đản như chị? Chị là cái gì trên trái đất này? Chị nói đi. Là bà phù thủy. Đúng, chị là bà phù thủy. Chị thiên biến dạng quá hả? Ở đâu ra một cái người Thanh Hóa mà là của người dân tộc Thái nữa? Ở sâu ở xa chứ có phải ở gần đâu. Mà hát cải lương ta nói nó ngọt như mía lùi. Mà em nói chị nghe nha, có rất nhiều người Bắc cũng hát cải lương rồi đúng không? Họ hát bằng giọng Bắc, nhưng chị hát bằng giọng Nam. Mà chị hát nó đẹp lắm. Còn thuộc câu nào nó không, tặng em thêm một câu. Mà, một câu nữa thôi. Chưa hết. Rồi thử đi nè, 2, 3. À, mong, đến cái đoạn đâu rồi nhỉ? Rồi. À, cô gái mười người thanh đang dò dò mong trời hả? Ờ. Trời ơi. Cái nội cái cách bà sơ lược thôi. Chú thấy để em hát, em hát này. Cô gái mười người thanh đang dò dò mong trời này. Nhớ chưa? Nhớ kiếm lên 100 triệu nghe anh. Chốn đô thành có gì khương ngay cám dỗ. Thành đừng để lòng xa ngã bê thang. Nhớ có tiền thì cất cho kỹ, đừng thập thò con cò nó ngổ mất nghe anh. Con cò để gì thương to. Đây chút tiền món từ lâu em bán củi dành dung. Cháu thành làm lỗ quý đường xa. Nhiêu 17 ngàn. Trời ơi. Đang lỗ phía đường xa nhiêu 17. Trời ơi có hèn hả. Chị như vậy nè, chị đang sở hữu chắc chắn là 40 triệu và một tấm vé vào đêm gala. Chị sẽ diễn 5 tiểu phẩm liên tiếp không được ngừng lại và chinh phục giải thưởng là 150 triệu. Nói nghe nè, bây giờ có 40 triệu có đúng không? Đi vào vòng 100 triệu. Nếu không được, hồi nãy Trấn Thành cho 10 triệu. Em cho chị 10 triệu nữa, chị vẫn còn 20 triệu. Vô nè, nè. Gì nữa không? Chị còn gì không? Còn nhiều, em nói chung là nhiều lắm. Mà... Và... Hỏi ông chồng có chịu không? Trong 15 tiểu phẩm đấy, đã diễn 3 rồi. Bây giờ cái nào hay nhất? Tới 100 triệu. Suy nghĩ đi. Chị cứ thoải mái. Em nghĩ là có tiền đi máy bay rồi em sẽ chơi tiếp. Chơi tiếp.
Và 60 giây bắt đầu. Ông Kiến Thành, hôm nay là có Việt Hương ở đây rồi nha. Tôi sẽ bóc mát của ông cho Việt Hương thấy luôn. Ông còn nhớ cái điện thoại này không? Ngày trước ông đến ông tán tôi, ông nói là ông tặng tôi cái điện thoại Samsung, nhưng nó chỉ có chữ Sam thôi, chữ Trung thì không quản.